giờ mình sẽ quay lại sự lựa chọn của hai bạn nè. Theo em thì em ấn tượng với anh thứ ba nhất, tại vì em cũng là bỏ anh số 2 rồi hả? Ông chưa, từ chưa, từ đang hỏi ấn tượng mà phải cho người ta lựa chọn. Trời đất ơi, em si gì mà tính là ham nói như quỷ với con người ta đấy, em nói à. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, ta nói lớn tuổi rồi cưng ơi, máu huyết không có điều. Trời ơi, mọi người tấn công thần tượng của em quá à. Chị Buka ơi, chị đây, chị Buka quá à. Cảm ơn em. Em luôn ủng hộ chị đúng không em? Dạ đúng rồi. Hát bài đi. Hát bài đi. Ngại quá. Giờ hát tặng ta đi, ta tưởng tượng em một kìa. Câu thôi em. 2, 3. Dạ thường trong chương trình này chị hay hát là chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn muốn xây biệt ly. Mọi người vỗ tay thần tượng em với. Chị Buka ơi, chị Buka ơi. Hả hả ơi. Tại vì em rất thích nghe chị Tóc Tiên hát á. Hát xong cái em hết thần tượng Tóc Tiên luôn rồi. Trời, em chỉ có thần tượng chị thôi em. Dạ đúng rồi. Còn em là em nghĩ thần tượng chị luôn. Tại sao vậy? Hồi đó trong đầu em có nghĩ là chị Buka dễ thương nên hát hay lắm. Nhưng mà chắc em đã lầm. Tất cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21h40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.